đầu bự cũng là một yếu tố quan trọng anh. Ờ. Dạ. Ờ, mấy bạn hay nói chung mấy dòng chó này nhìn nó vừa ngầu, nó vừa chất ha, cho nên là hay độ nó theo phong cách của rapper rồi á. Cái đưa cây son ra nữa. Còn anh ở nhà anh nuôi có anh với vợ anh với lại ba mẹ anh đi. Thì chỉ nó nghe chỉ có một lời mình anh thôi. Anh một mình anh kêu là nó nghe thôi, những người khác kêu nó không nghe. Hay dòng này á, là dòng người ta mới là tạo ra, cho nên người ta phối hợp những yếu tố tốt nhất của một con chó đem vô cho cái dòng này. Quá hay luôn. À, có nghĩa là phong sủa nè, hèn nè, một chủ nè, cơ bắp nè, sạch sẽ nè. Hai cái bả vai á. Rất là ngầu luôn. Rất là lực, rất là nặng luôn anh, nó thử nặng lắm luôn anh, cho người nó toàn là cơ không mà không có mỡ. Why? Trời ơi. Nặng lắm. Nặng hả? Này nặng hơn con nãy bé nãy luôn. 30-40 kg hả em? Da bò cũng thế thôi. Cái đẹp đó. Cái gì đẹp đó, Sài Gòn không có đó. Mà Sài Gòn không có luôn hả? Không, con này cao lắm á, con này giá cao lắm á. Ờ. Hàng này hàng chất lượng hả? Dạ. Hàng đỉnh á. Quá đẹp luôn. Đâu để lát anh dụ anh Hòa giác con Hòa ra coi để show với mọi người coi hàng đỉnh như thế nào. Hello, mình là Nam Ngô đây các bạn ơi. Ok, hôm nay mình sẽ đi up về chó Bully ha, ở Best Coffee Garden của anh Hòa Dương. Đó. Thì lần đầu tiên hôm nay mình cũng đi ốp chó luôn các bạn. Đây là những bé bu lì rất là ngầu luôn. Đó. Quá dễ thương luôn. Này là dòng chó cơ bắp ha các bạn ha. Mà như đây là cái dòng exotic thì phải á. Nghĩa là cái dòng nó nhỏ nhưng mà nó vẫn cơ bắp ha. Bé này thì xử lý đuôi rồi. Ủa này giống đuôi jean quá ta. Đuôi jean chứ không phải giống xử lý ha. Con đuôi ngắn con đuôi dài. Ủa con này là đuôi nó làm sao em ơi? Con này là lỗi đuôi hả? Lỗi đuôi mà thấy vô tình khỏi cắt luôn đúng không? Dạ. Anh thấy dòng này người ta cũng sẽ xử lý cái đuôi với cái tai đúng không? Ồ, có công như kìa ngầu quá. Rất là thân thiện ha. Bully kiểu nó vậy mà nó hay lỗi đuôi vậy á, không sao. À, hay bị lỗi đuôi hả? Dạ. Em, anh thì bên bò sát thôi. Chó anh không gành, em hỗ trợ anh cho thông tin cho mọi người coi ha. Dạ. Em có thể giới thiệu giùm anh tụi này nó xuất xứ làm sao, tập tính sống làm sao cho mọi người biết giùm anh đi. Trời. Kệ vui vui mà. Dạ. Này anh em chia sẻ thông tin kinh nghiệm với nhau mà. Dạ. Anh nhìn cũng mê quá. Ok em, mấy bé này nó dễ chăm không em? Mấy bé này nói chung là nó dễ chăm nhưng phải chăm trong mát. Chăm trong mát. À, tại vì cái mặt nó, cái mũi nó ngắn nè. À. Hệ hô hấp nó yếu. À. Mà nó ra nắng nó giỡn nhiều quá, nó thở mạnh. À. Là nó sẽ khó thở, nó bị sốc nhiệt, nó chết. À. Đó, cho những con này chỉ là cho chơi trong mát thôi. Chơi trong mát thôi. À, thường người ta sẽ nuôi trong phòng máy lạnh. À. À, nó thích trong phòng máy lạnh. Thích trong phòng máy lạnh. Dạ. Yeah. Anh thấy cái dòng chó này là nó cơ bắp á, thì cái cơ bắp này nó đến từ cái việc tập luyện hay là nó đến từ dinh dưỡng hay sao em? Không anh. Cái con này á 80% cơ bắp của nó đến từ di truyền. À. Có nghĩa là nó đẻ ra là nó đã cơ bắp rồi. À. Nó có cơ bắp hay không là quyết định bởi con chó mẹ hay con chó cha. Rồi. À, chứ đâu phải là nó tập luyện nó, như nếu mà tập luyện lên cơ thì Pitbull nó cũng lên cơ rồi. À. À, chỉ cái dòng này nó mới lên cơ thôi. À. Dạ. Có nghĩa là cái này cái da phả nó sẽ là quan trọng nè đúng không? Đúng rồi, do cái phả của nó. À. Nó có cơ nhiều hay không là cái phả. Ừ. Dạ. Anh thấy anh em chơi cái này là đầu tư cũng rất là mạnh luôn á, mà chơi rất là chuyên sâu luôn á. Dạ. Đó. Những cái lỗ tai này là mình xử lý cho nó gọn nó đẹp đúng không? Mình cắt nó mới đẹp anh. Đúng rồi. Dạ. Tai zin này đó tai zin đúng không? Đó tai. Dạ. Tai chưa cắt chưa xử lý, cắt lớn sẽ được xử lý. Dạ. Dòng chó này rất là ngầu ha. Anh thấy lúc trước nó có sải bự rồi giờ nó xuống sải nhỏ nhỏ này là dòng exotic ha. Đúng rồi, bây giờ do đáp ứng cái nhu cầu của người chơi. À. Lúc trước người ta chơi là sải to. À. Nhưng mà bây giờ người ta lại thích chơi những con sải nhỏ. Đó, cho nên người ta chơi exotic. Thì cái dòng chó này đặc biệt là nó có cái đặc tính là nó ít sủa. À. Và nó sạch sẽ. Sạch sẽ. Cho nên người ta dễ nuôi trong khu chung cư. Khu chung cư nó không có sủa. Ờ à, đúng rồi. À. Giờ sủa nuôi chung cư mà sủa là cụp len á. Đúng rồi, cái dòng này nó rất tên nó là Bully. Bully có nghĩa là ông chùm. Ồ, đại ca. Đại ca. À, cho nên cái tính nó trầm lắm. Đại trầm ca là không có nói nhiều đúng không? Đúng rồi. Ít khi nào nó sủa lắm. Thấy cưng luôn các bạn. Dạ. Ủa cái mặt thấy ghét à. Con này màu choco. Màu này là màu choco hả? Chocola. Ồ, chocola các bạn. Là màu mắc nhất luôn á. Đó. Đó là cơ bắp nha, cái này là cái cơ bắp này á là nó đến từ cái phả.
cha nó mẹ nó là cái dòng nó cơ bắp thì nó sẽ đẻ con là tới nhiêu 70% là sẽ có cơ 70, bắp to. 70-80% là có cơ bắp y chang con cha nó luôn. Cái thứ hai nữa là dinh dưỡng các bạn, cho ăn mình thấy là cho ăn thịt á, thịt bò nha, ăn rất là sang luôn. Thịt bò, thịt sống đồ chứ không phải là cho ăn linh tinh đâu. Chế độ ăn rất rất là cao luôn. Đó, cho nên nó mới phát triển được cái cơ bắp này. Cái phong trào nuôi bun lì nó rất là mạnh ha. Dạ. Anh em rất là chịu đầu tư luôn. Rất là dễ thương. Mà nó rất là thân thiện các bạn, nó không có phải kiểu dạng hung dữ ha. Dạ. Bun lì bây giờ chơi là như là thể hiện đẳng cấp vậy đó. Đúng. Bây giờ ca sĩ nước ngoài là chơi bun lì hết đó. Đúng rồi, anh thấy dạ. Toàn là rapper rồi ngầu ngầu không à. Dạ đúng rồi. Với lại cái gì? Tính nói gì quên rồi. À cái người chơi bét á ngộ lắm. Dạ. À, cái con nào mà to á thì lại sưu tầm những cái con mà nó rút sai lại. Dạ. Thì nó mới có giá trị. Còn con nào á mà nó nhỏ thì lại muốn cho nó lớn sai lên thì nó mới có giá trị. Bởi vậy cái người chơi bét ngộ lắm, cứ phải đi ngược ngược với lại tự như vậy á. À, thích tìm tòi những cái mới, tạo ra sáng tạo ra những cái mới á. Thì cái dòng này hình như cũng mấy năm nay thôi đúng không? Mới có mấy năm gần nay thôi. Ờ mấy dạ. Năm gần nay thôi, chứ lúc trước là cái size nó là size to các bạn. Dạ đúng rồi, size to là American Bully. À. Size to. Còn bây giờ là Exotic Bully. Exotic Bully có nghĩa là đột biến. À. Có nghĩa là Bully đột biến. À. Đó. Thì giá trị của những con Exotic Bully nó giống như lan đột biến rồi đó. Ừ. Có cái con vài trăm triệu, con vài cả tỷ. Đúng rồi. Ở quán cà phê này có con cả tỷ vàng nè. Biết, anh Hòa, dạ. Anh Hòa anh nhập về. Dạ. Nhập về những con rất là dữ luôn. Dạ. Ok quá dòng dễ này thương nuôi luôn. Rất là kinh tế luôn anh. Kinh tế hả? Một năm đẻ hai lần. Năm đẻ hai lần. Một lần đẻ năm con. Được, năm con. À, người ta có nói có câu là chó giống cha, gà giống mẹ. À. À, cho nên chó con đẻ ra phần trăm là giống cha hết. Đó. Cho nên là đầu tư con cha là đúng. Cho nên đầu tư con cha, mà thường là anh không nên đầu tư con cha. Chơi tại vì con cha nó rất là mắc. À, à đi cho phối ké. Phối ké thôi. Phối không phải phối ké mà đi mua tinh. Đúng rồi, đi mua tinh. Dạ. Tại vì có những anh em mà gọi là chịu chơi và có cái tầm nhìn á, sẽ đầu tư rất là nhiều tiền để mua con chó cha các bạn. Sau đó thì sẽ cho gọi là mở dịch vụ cho giao phối. Một lần cũng mấy ngàn đô á nha, chứ không phải là đơn giản đâu. Một lần bán tin của anh Hòa là 40 triệu á. Con người mình có mở dịch vụ giao phối được đâu. Cái đó quan trọng là có được giá hay không. Đó, một lần bán tin của anh Hòa là bao nhiêu? 40 triệu. Một lần mà anh Hòa bán tin con chó anh Hòa là 40 triệu các bạn. Còn em nói một lần anh Hòa bán tin 40 triệu thì cao quá. Có anh Hòa đáng lẽ anh hỏi là anh Hòa coi phải một lần anh bán 40 triệu không? Bán hơn người mẫu nữa. Đó, cho nên ở này không phải gọi là phối ké đâu. Phối ké là không có tốn tiền. Còn này mỗi lần phối là 40 triệu ha các bạn. Dạ. Rất là đẳng cấp luôn á. Dạ. Mà quan trọng là cái chất lượng cái bài con nó ra nó sẽ đẹp ha. Ừ. Cái da phả nó rất là quan trọng. Cái này á. À, cái tiêu chí nào là đánh giá một con chó đẹp em? Nó có hai tiêu chí của American Bully và tiêu chí của Exotic Bully. Exotic Bully có nghĩa là đột biến. À. Nó càng dị, nó càng đột biến là nó càng đẹp, nó càng giá cao. À. À, thì con chó nó khoảng sao càng nhỏ, càng cơ bắp, càng phình, nó phải phình cái chân nó ra vậy nè. À. Nó nằm sát đất luôn, giống như anh biết chi siêu xe không? À. Chi siêu xe nó phải nằm sát đất luôn, luôn. Thì nó mới mắc. Thì con chó nó cũng vậy, nó phải phình mà nó lết sát đất luôn á. Bây giờ đi mà giờ chân ngắn ha. Dạ, chân ngắn lết, đầu có bự có tính không? Đúng rồi, đầu bự cũng là một yếu tố quan trọng đó anh. À. Dạ. Ồ, mấy bạn hay nói chung mấy dòng chó này nhìn nó vừa ngầu, nó vừa chất ha, cho nên là hay độ nó theo phong cách của rapper rồi á, đeo dây xích đồ ha, dây chuyền cộng vàng đồ. Cực kỳ dễ thương luôn á. Lần đầu anh tiếp xúc mà rất là ngoan ha, không có cái gọi là cái trạng thái mà e sợ hung dữ vậy. Wow, đây con big size nè. Đây nãy giờ mình coi mấy bạn baby rồi, bây giờ mình sẽ đi tham quan vòng vòng coi những cái bạn lớn ha. Wow. To chưa các bạn? Đó. Như cái dòng này dòng lớn đúng không? Đúng rồi, dòng lớn. Đó. Quá trời ngầu luôn. Con này thấp chân nè, đó mình coi con nào thấp chân hơn. Mở con này quay clip xíu anh. Cho mở con này quay clip xíu anh. Ôi cái màu này cũng đẹp nữa, màu này cũng dị nữa. Con này luôn hả? Từ, đây là đẹp. Ôi, rất là thân thiện luôn á. Ôi nhiễu nhão hơi nhiều ha, nước miếng nha. Màu này màu gì em? Dạ màu lý lắc. Màu này là lý lắc hả? Lý lắc đúng không anh? Lý lắc đúng không? Màu lý lắc. Lý lắc đúng không? Màu rồi. Lý lắc ha. Dạ. Đó. Thôi, nó rất là khỏe nha các bạn, bạn nhìn cơ bắp nè. Đó. Cơ đang trên luôn á, cái cơ bắp nó rất là to nha các bạn.
Trời anh em đi ra, ai cũng có một cái sự thôi. Làm cái gì vậy? Chỗ đông người mà. Rất là ngầu luôn. Trời nó thấy cái là nó trời ơi. Rất là sung. Rất là dễ thương các bạn. Hiền. Nó đưa một cái nó đưa cây son ra nữa. Thôi rồi. Thôi nó thở mình thấy không? Chơi xíu rồi thở rồi. Chơi xíu rồi thở ha. Dạ. Cái điều lưu ý là nuôi những bé này là phải nuôi trong mát nha. Tốt nhất là điều kiện máy lạnh. Dạ. À. Cái tướng nó đã quá. Rất là lực lưỡng ha, cơ bắp. Thấy những con dây cột của nó không? Nó phải cột tới dây này luôn à. Lực lắm. Lực. Nhưng mà chính những cái phụ kiện này nó làm cho nó ngầu hơn. Dạ đúng rồi. Bây giờ chở con chó này ra ngoài đường á, anh chở xe máy đúng không? Là không có con chó nào mà chạy ngang nó dám sủa hết trơn á. Nó rất là sợ, nó nghe hơi cái con chó này nó sợ lắm. Ờ. Nhưng mà anh thấy tính cách nó đầm quá chứ, có nghĩa là nó đầm. Giống như em giới thiệu nó là boss á đúng không? Nó là ông chủ á, đồng ra ông chủ là chỉ cần nhìn thôi là hoặc là nghe cái mùi thôi là ớn ăn rồi chứ không cần phải lên tiếng. Dạ những những dòng chó thường nghe mùi của nó là sợ liền. Dạ. Cái này nó khác với lại nó khác với cái dòng chó cắn đó người ta. Để giới thiệu cho những người chưa biết á, cũng có biết pitbull mà cái dòng cắn lộn á là nó khác đúng không? Pitbull á là chó chọi. Chó chọi rồi, chó chọi. Chó chọi nó cao mà nó rất là hung. À, đúng à, còn những con này á là nó có trung tính. Trung tính. Dạ. À. Nó không có ngáo. À. Nó không có ngáo như hết kỳ là hết kỳ nó phá, còn này nó không phá nha. À. Anh thả trong nhà là nó chơi nó đi. À đúng rồi. Và đặc biệt một cái là con này nó có tính là một chủ. Nó chỉ nghe là một chủ như ngao cho tạng thôi. Bây giờ anh ở nhà anh nuôi có anh với vợ anh với lại ba mẹ anh đi thì chỉ nó nghe chỉ có một lần mình anh thôi. Một mình anh kêu là nó nghe thôi, những người khác kêu nó không nghe. Hay vậy ta. Một chủ thôi ha, nhưng mà cái tính nó đầm chứ không có cắn bậy bạ, không có hung đúng không? Nó không có hung, nó không có cắn trẻ em, nó giỡn nó. Rồi vậy này dạ. Thân thiện với lại trẻ em ha. Dạ đúng rồi. Tướng lực lượng rất không là ngầu. Phá này nọ luôn nữa. Ngoan lắm. Các bạn biết những cái có những cái cuộc thi phải nói là vô cùng đắt giá, những cuộc thi gọi là triệu đô trên thế giới vậy, dòng chó này nha các bạn, triệu đô nha, triệu đô á, chứ không phải đơn giản đâu nha các bạn. Nói chung con chó là cái loài bét coi như là đỉnh nhất rồi ha, trong các dòng bét thì chó chắc là đỉnh nhất rồi. Dạ thì dòng này á là dòng người ta mới là tạo ra, cho nên người ta phối hợp những cái yếu tố tốt nhất của một con chó đem vô cho cái dòng này. Quá hay luôn. Có nghĩa là không sủa nè, hiền nè, một chủ nè, cơ bắp nè, sạch sẽ nè. Wow. Đó là phối hợp hết vô trong một con chó luôn. Đúng. Dạ. Quá hay. Bởi vậy cái bộ môn bét đó nói nó đơn giản thì đơn giản, nhưng mà nói nó về chiều sâu thì cũng rất là sâu á các bạn, để chơi cho nó tới. Chúng ta có hình dung là chúng ta có thể đem hết tất cả những cái điểm mạnh hoặc là những cái lợi thế nào đó vào một cái sản phẩm, vào một cái chú chó như thế này thì không phải là đơn giản ha. Không phải giống như là chúng ta muốn dán sticker cứ ẹt vô, mà ở này là một cái sinh vật sống ha các bạn, phải qua nhiều đời lai tạo chọn lọc rồi mới lấy lại được cái sản phẩm cuối cùng như vậy ha. Đó. Quá ngầu luôn. Con này khó giống như tiền anh. Chủ ngầu đi. Anh con này có nhiêu tiền? 15 triệu. 15 à. Triệu á? 3 lần hả? 3 lần hả em? Là phối 3 lần, phối 2 lần. Có 2 nước. 2 nước. Đó. Cái mặt của nó rất là ngắn các bạn thấy không? Cái nãy giải thích á, do cái đường hô hấp cái mũi của nó ngắn á, cho nên là nó dễ mệt ha. Đó, nó chơi lát nữa nó mệt. À, cái chỗ này có nó cơ lắm nè. Đó. Hơn cơ ngay cổ nó. Y như là vận động viên thể hình luôn các bạn. Đó, chỗ này cơ bắp không nè, hai cái bả vai á. Đó. Rất là ngầu luôn. Rất là lực, rất là nặng luôn á, nặng á, thử nó nặng lắm luôn á, do người nó toàn là cơ không mà không có mỡ. Wow. Cái này chắc cũng phải hai mấy ký á. Dạ. Hai mấy 21 ký á. Dạ. Ui da. Rất là cơ luôn các bạn. Tướng mình chắc cũng hợp với tụi này à. Dẫn hai ra đường là thể hiện đẳng cấp luôn á. Lần đầu tiên đi ốp chó luôn mà chắc mốt đi nữa, ghiền luôn. Thì anh em mà chơi bét với nhau á. Dạ. Thì mặc dù là mỗi người sẽ có một cái hứng thú với những cái dòng riêng, nhưng mà cái tình yêu về động vật á là cái chung ha, cho nên sẽ rất là dễ gọi là gắn kết và hòa hợp với nhau. Đó. Hôm nay mình bên bò sát nhưng mà hôm nay đi ốp chó là thấy cũng ghiền. Dạ. Quá đã luôn. Mấy con chó này lằng xằng quá.
mà tụi nó cũng vui các bạn, mỗi lần mà đi ốp vậy á là được gặp gọi là anh em huynh đệ ha. Đó, bạn thấy không, có những con là nó tới đây nó lăn xăng nó chạy rất là vui. Cái lưỡi nó to em ha, cái bản lưỡi nó to. Dạ đúng rồi. À quên nữa, cái này đó à, một số dòng á thì sinh, cái việc sinh sản là nó phải mổ á, thì bé này là sinh thường là sinh mổ. Sinh mổ anh, phải do mổ. Cái đầu nó to lắm đó. Đúng rồi. Cho con không thể nào mà chui được hết trơn á. À, dạ. Cái đầu nó to. Dạ đúng rồi. Nó là sinh mổ và phối cũng là phối nhân tạo. À. Là phối bơm tinh chứ không có trực tiếp được. À. Dạ. Hàng nhỏ hả? Hàng ngắn hay sao? Do nó sọt. Nó lùng quá. À, nó lùng quá, nó không có cái tư thế ghét đâu, đúng không? Nó không tự nhảy được. Ồ. À. Quá hay rồi. Chó này là chó nuôi nhân tạo 100% luôn. À. Nhưng cái con chó nó có cái cũng một cái dễ á, cái thuận tiện là chúng ta có thể phối nhân tạo ha. Đối với con bò sát á, do cái dương vật nó nằm ở bên trong thì chúng ta không thể nào tác động được. Chúng ta không tác động được, cái dương vật của con bò sát nó nằm bên trong. Còn chó nó nằm bên ngoài chúng ta có thể tác động được. Thẩm nó đã lắm á các bạn. Bé này có vẻ nặng dữ à. Trời ơi. Nặng lắm. Nặng à. Này nặng hơn con lại bé nãy luôn. Lớn này nó cả 40 kg á, 30-40 kg á em. Bé này của em hả? Rồi dễ thương, quá dễ thương luôn. Cái hả? Cái mà tướng như đực luôn thấy không? Tướng cơ như đực luôn nè, cơ đó. Không à? Không, anh thấy nhiều bé baby mới nở ra đã có cơ rồi nha. Đúng rồi, là do cái gen của nó đẻ ra có cơ liền luôn á. Anh Hòa anh chụp mấy con anh thấy mới chút xíu mà cơ như là hai bắp đùi với lại hai cái vai á. Dạ. Còn anh Hòa còn hơn nữa. Hơn nữa ha. Nãy giờ kiếm không ra. Dạ. Này trung bày với Gohan anh. Gohan anh. Dạ. Mà mấy cái màu này nó nhìn nó rất là sang các bạn. Có nghĩa là nâu nhưng mà nó hơi màu này nãy rồi là màu lilac. À, còn cái này nó nó blue, nó xám xám rồi nó nâu nâu sao, chứ nói chung cái màu nó nhìn nó rất là sang ha. Chứ không phải là có những cái màu nâu thì nó phèn lắm, còn cái này nó màu nâu nó sang sang. Nhìn nó đẹp. Còn bé kia da bò cũng dễ thương kìa. Đó. Cái kia đẹp màu Sài Gòn không có đó. Màu Sài Gòn không có luôn hả? À, bé kia đẹp dữ á. Quá đẹp. Bé kia là đực hay cái ta? Đực hả? Ồ, dễ thương quá. Em nói màu nâu hay màu hồng? Em nói là màu gì anh quen? Màu sao? Màu mũi nâu. Màu nâu mũi hồng hả? Cái bên màu hồng rồi. Cái bên anh cầm cái đầu lên là đứng yên luôn anh Hậu. À. Rồi. À màu nâu mũi hồng nè các bạn. Cũng không, con này cao lắm á, con này giá cao lắm á. Ồ. Hàng này hàng chất lượng hả? Dạ. Hàng đỉnh á. Dạ. Quá đẹp luôn. Mà ngoan ha, ngồi yên à. Tụi nó chậm tính lắm, tụi nó không có quậy phá đâu. Bỏ đâu là ngồi đó luôn á. Tuyệt vời luôn. Đây còn mấy bạn nữa nè. Ồ, súng đạn nó cũng bự quá ha, đi lòng nào ha. Súng đạn quá trời. Đây hôm nay anh Hòa không dắt con anh Hòa ra ha. Đâu để lát anh dụ anh Hòa dắt con anh Hòa ra coi để show với mọi người coi hàng đỉnh như thế nào. Dạ. Thì hôm nay ốp là ốp bully ha. Dạ. Đó quá trời bully luôn các bạn thấy không? Cái này gọi là cái gì quên rồi. Võ Lâm Đại Hội ha, nhưng mà cái này cũng nhỏ nhỏ thôi. Có những cái buổi biết ốp nó còn dữ dằn hơn, cái này là anh em họp mặt giao lưu thôi. Dạ. Đó thì có thêm một bé bu đồ nữa ha. Để nhờ Hiệp giới thiệu bu đồ rồi coi. Qua ghệ con hả? Ok, em cho anh mượn lại cái này nha. Trời, ok, thank you em nhiều nha. Em cho anh kẹp này vô nói chuyện với mọi người. Rồi. Ok, em giới thiệu bé cho mọi người coi em. Dạ, nó là bu đồ Lai Bắc Kinh. Ồ, bu đồ Lai Bắc Kinh hả? Thằng chị nó to to hơn đúng không? Dạ, đúng rồi. Bị mớm. Bị mớm hả? Mớm là lòi răng ra hả? Bé tên gì em? Dạ, tên Bánh Bèo. Bánh Bèo hả? Rồi nghe tên là biết giới tính luôn rồi ha. Nhìn thêm cái dòng cổ màu hồng hồng nữa là biết Bánh Bèo rồi. À. Quá dễ thương luôn. Màu này là nó vừa xám xám nâu nâu hả? Giống màu mũi tiêu á chú. Mũi tiêu hả? Dạ. Ok. Quá dễ thương luôn, ngoan nữa.
Bé này chắc phải tắm tỉa đâu hả? Dạ, cho đi spa. Cho đi spa. Dạ. Nhà mình làm hay là mình phải đi ra ngoài dạ, tiệm? Dạ không, cho đi tiệm. Đi tiệm, tiệm là đầy đủ đồ chơi hơn đúng không? Dạ. Cái gì gọi là cái gì? Cắt, cắt uống sấy gội nhuộm gì đều đủ dạ. hết đúng không? Dạ đúng rồi. Uống ép sấy gội nhuộm nè. Quá dễ thương luôn. Hôm nay em dẫn dẫn hai bé đi chơi hả? Dạ, cái này là bù tọt. Cái gì? Dạ, bù tọt. À, bù tọt hả? Chàng hiêu bù tọt đó hả? Nghe là biết đồng quê rồi ha. Đó. Cho lớn, cho nhỏ chơi hòa đồng hết. Quá dễ thương luôn. Bé này bữa lên Nam Ngô Farm rồi. Dạ, đúng rồi. Bé này bữa trở lên Nam Ngô Farm rồi. Mà bữa đó là hơi chiều tối rồi, chưa có vô farm, bữa nào vô chạy một vòng chổng luôn. Kìa, sư phụ gặp bánh bèo. Ồ, cái này là cái chân là do mình cắt cái lông á, do mình cắt hay là nó tới đây, cái lông nó mọc tới đây thôi. Dạ không, đi spa người ta cạo á chứ. À, spa cạo ra để không có bị quết dơ đúng không? À, các gọi là cái oxin của bé là chăm lo cho boss á, con sen á, chăm lo rất là kỹ ha. Nhiều khi mình còn chưa đi spa nữa mà phải để dành cho nó đi spa. Ok, thank you em nhiều, quá dễ thương luôn. Ok. Ngoan dễ sợ. Mớm dễ thương. Ok. À, rồi, cảm ơn con nha. Trời ơi. Quá dễ thương luôn. Thở các bạn. Nó vận động chút xíu đã thở ra. Giờ cho bé nó uống nước. Ở đây là tương đối mát rồi đó. Tương đối là mát rồi đó. Này là một bạn cái ha. Đây là bạn cái. Cái lưỡi, cái bảng lưỡi nó rất là to các bạn thấy không? Cái kích thước của cái đầu á, nó cũng là một trong những cái tiêu chí đẹp ha. Cái đầu càng to á, nhìn nó sẽ càng ngầu lực lưỡng hơn, đúng không em? Nhìn vô là nó như cái này cái nhỏ hơn nè. Đó, bé kia đầu to hơn. Dễ thương. Bạn kia nằm đây góc đây nè. Thấy ghét không? Thấy ghét không? Trời ơi. Bé này bé đực. Nè các bạn, em quay từ trên xuống nè, coi cái lúc mà nó đứng á, nó phình hai cái chân nè. Nhìn nó đô, lực lưỡng luôn. Ôi trời. À, các bạn thấy không? Đó. Nhìn nó y như là lực sĩ đứng tạc tượng luôn. Có eo nha các bạn. Trên này là đô ha, có gọi là xô hả? Xô, ở dưới này có eo ha. Đó. Cái chân càng càng thấp là càng đã hả? Đúng rồi. Lớn luôn, y như là y như là siêu xe đúng không? Gầm thấp. Đó. Nhiều con nó đứng xô rất là đẹp ha. Chủ tập cho đứng xô, đứng hạ cái chỗ này xuống. Đó. Quá dễ thương luôn. Ok, mình đi ra ngoài. Nãy giờ mình vui chơi với mấy bạn bully, bây giờ mình đi ra ngoài một vòng coi coi có gì hấp dẫn nữa không nha. Thì các bạn thấy mỗi cuối tuần là quán của Best Coffee Garden là thường xuyên tổ chức những cái buổi offline ha, rất là đông vui. Ồ, bên này có gì nè, bơm nè. Đây cũng thêm một cái hội ốp chó nữa. Ồ, có một bạn rùa leo bát ha, rùa da báo. Này là leopard toto ha, rùa da báo các bạn ha. Trên mình nó có những cái khoang giống như cái da báo nè. Đó, cái hoa đó, bông hoa đó. Đây là dòng rùa cạn ha. Rất là ngoan. Con rùa khi mà nó thoải mái tới tự tin, nó dạng dĩ á, là nó sẽ thò cái đầu ra ngoài.
đó, còn không là sẽ rút vô ha. Đây là cái gọi là cái yếm, bé nó đang nứt mai lớn nè. Cái đường màu hồng này là nó sẽ nứt mai lớn ha. Thì những cái đường này là những cái đường nó nứt mai để lớn nè. Đó. Thì bé này đang được chăm rất là tốt. Cái mai nó nở tròn đều. Nó không có bị gọi là pyramid. Pyramid là nó phát triển không đều mà nó dày cái chỗ này lên. Nó dày những cái sớ mai này lên. Đó, còn bé này đang được chăm rất là tốt ha. Dạng dĩ thò đầu ra rồi mắt mở to tròn nữa. Đó. Quá dễ thương luôn. Thật ra mình rất là thích con rùa luôn đó các bạn. Rất là thích rùa luôn. Cho mình nhiều cái đôi do đâu ra nè. Chăm con rùa nó rất là dễ tương tác với lại trẻ em ha. Nó rất là dễ thương luôn á. Quấn chủ. Đó. Chủ rùa. Đây là chủ rùa. Hello con. Bạn của bạn này tên gì? Bạn này tên gì dạ? Tên gì? Nói chú cho bánh kìa. Mắc cỡ, mắc cỡ. Ok. Quá dễ thương luôn. Đằng kia là bạn Adapra. Đó, con rùa đen á, bé rùa đen là Adapra ha. Còn bé này á, là Blue Tegu ha. Này là dòng Tegu nhưng mà dòng Blue. Để mình mở cửa ra mình bắt bé qua. Mình quay cận cảnh cho bạn coi. À, con rùa. Rồi. Leo lên luôn anh. Ôi chú này là rùa sao đúng không? Rùa leo bắt. À leo bắt. Ờ à, đúng rồi. Ôi leo bắt. Ok. Rất là ngoan các bạn ha. Này là dòng Blue Tegu ha. Đó, dòng Tegu thì nó có rất là nhiều dòng. Black and White, Red Tegu. Bé này là dòng Blue Tegu. Đó, rất là ngoan luôn. Để thuần hóa rất là kỹ rồi. Dễ thương hả bạn? Bé này là bé đực má nó có hai cái phúng phính nè. Dạ. Con. Để chú đưa xuống cho con gờ. Con này con có nhà nè. Con có nhà luôn hả? Sai mấy rồi, bé nó sai mấy rồi? Dạ mập lắm. Mập lắm rồi hả? Con này mập hơn. Con này mập hơn. Con của con là màu đỏ. Con mà con màu đỏ hả? Reddy. Ồ. Nó là Reddy cái gì vậy? Con chăm sóc nó hay ai? Ta chăm sóc hả? Dễ thương quá. Cái da rất là mát các bạn. Thằng mát hôm nay. Đúng. Nhìn tưởng như nó là ấy lắm nhưng mà nhìn sao nó đã. Mát rượi à. Con này á, con này chắc cỡ không nặng đâu, con này chắc cỡ 5-6 kg à ha. Đẹp quá à, con này. Ở nhà con có một con á. Ờ. Quá. Con này gọi là con Blue Tegu. Đây là dòng Tegu mập luôn. Mà dạng dĩ mình thùng mình chơi với nó ghế cái ngoan. Đó. Rất là dễ thương luôn. Đó, chú diện cho con, chú diện cho con. À. Con thích không? À, chú cho con luôn mà cái này không phải của chú. À, quá dễ thương luôn. Cái lưỡi của dòng Tegu nó giống cái lưỡi rắn các bạn. Cái chức năng này là chức năng dò đường ha, vừa đi vừa cảm biến dò đường. À, nó đào hang bắt chuột rất là giỏi. Cái này là hai cái bú má nó, khi mà nó đạt size trưởng thành nó lớn á thì con đực nó sẽ có hai cái bú này. Nó tạo cho cái góc mặt nó hình tam giác rất là ngầu á. Đẹp trai quá ha. Nó càng lớn á, hai cái bú má nó sẽ càng to. Đó, nó tạo ra cái góc mặt hình tam giác. À, cái gì đó, cái hột cơm. Ờ. Đúng là như mấy cái hột cơm ha. Đó, mấy hột cơm trên đây nè. Quá đẹp luôn, màu sáng. Nó cắn không chú? Nó không cắn. Tại vì mình thuần hóa nó kỹ rồi, mình cho chơi tương tác với trẻ con là các thứ nó rất là ngoan rồi. Đây, con trai muốn đụng thử không? Đâu, với thử cho mẹ chụp tấm hình kìa. Tự tin lên, mạnh dạn con để hai tay dưới á, con bợ hai tay dưới. Ờ, đúng rồi. Nó nặng lắm, nó nhai em, nó dễ cào. Dễ thương không?
quá dễ thương luôn. Ok chưa? Đây là da bắp, đây là tế bào này. Rồi nặng chưa? Đây chú gỡ ra cho. Rồi tới con cái. Ok từ từ nha. Mình nhẹ nhàng với nó. Ờ đúng rồi, mình cứ nhẹ nhàng thôi. Cái tay nó con đỡ dưới này này đó, thấy chưa? Đỡ một cầm, đỡ một tay đi, đỡ một tay qua bên này. Đó. Nó sợ rớt cho nên nó bù đấy. Không, con để hai cái tay con xa ra giống như chú ấy nè. Thôi nó nhoi rồi, Không. Nó nãy giờ nó bồng, mình bồng nó nhiều quá, đầu nó cũng đó, giờ mình ẵm như em bé luôn. Hello con, giờ thử xem. Coi em bé rồi, nhìn mặt em bé rồi. Thơm không? Rất là ngoan ha. Dễ cưng quá trời luôn. Dễ kinh. Các em bé rất là phấn khích luôn các bạn. Những cái trải nghiệm này rất là đáng ha. Đầu óc sẽ coi như là rất là cởi mở luôn. Và phát triển cái tình yêu thương động vật. Đó. Đó. Cái đuôi cũng đẹp các bạn ha. Nó như cái những cái hột cườm vậy đó. À, chỗ này cái chỗ trắng đen đồ nó phân ranh giới rất là rõ ràng ha. Đó, cái đùi rất là đẹp. Da của nó cũng vàng vẫy ha. Cái đùi này chức năng của nó là nó cân bằng ha, và nó khều người ta. Ok thôi cho em nó vô chuồng đi. Nó nằm, nó đi nãy giờ nó ẩm nó cũng khó chịu rồi. Nó muốn nghỉ ngơi. Ok. Rồi có bé Adapra ở đây, mình cho mọi người coi cái bé Adapra ha. Ok. Đây là dòng rùa Adapra ha, đây là dòng rùa cạn lớn thứ hai thế giới ha. À, kích thước nó có thể đạt tới 1 mét. Rất là to, rất là bự luôn các bạn. Rùa cạn lớn thứ hai thế giới ha. À. Bé này cũng được nuôi rất là tốt, cho nên là cái phần mai nó phát triển rất là tròn đều ha. Đây là những cái đường nứt mai đây. Khi các bé lớn nó sẽ nứt những cái đường này ra để nó nở ha. Đó. À, sò mai cụ là quà đi thông minh đó các con. Ôi ơi. Đây để chú ngồi xuống đây. Hiện giờ hả? Hiện giờ nó chắc cỡ 6-7 kg quá. 6-7 8 kg gì đó. Nhưng mà nó còn rất chuyện rất là to ha. Nó nứt mai nó lớn. Nó nứt mai nó nè, những cái này là những cái đường nứt mai của nó. Đúng rồi. Vâng. Đây là những cái chỗ cái nếp nhăn này là cái chỗ nó mới mốt nó lớn nó căng ra. Hả? Mỗi cái thắng này thể hiện 1 năm tuổi của nó hả? À, có thể hiểu là vậy. Khi mà nó lớn massage chỗ này nó sẽ bóng lưỡng luôn. Đây là những cái nếp nhăn nó chờ để giãn ra. Giống như cái vân cây á, mỗi cái đúng rồi, đúng rồi. Giống giống vậy á. À, đây là dòng rùa cạn ha các bạn. Nó sống ở bên cạn. Ờ, cạn. Nó sống ở bên cạn, nó không sống ở dưới nước, người ta gọi là cạn. Rùa nó có 3 dạng, rùa cạn, rùa nước với lại loài bán cạn nữa, là vừa trên cạn vừa dưới nước ha. Rùa bán cạn là gì con biết không con? Bán cạn. Rùa không, rùa không. Đó. Đâu, ôm mẹ không? Ôm chặt nha, nặng á. Thôi dầm này đi, rồi con để hai tay xuống. Con để tay ra, ok. Wow, cái mặt nặng không? Mấy ký. Nặng á. Trời ơi. Bé rất là dễ thương luôn các bạn. Quá dễ thương. Ừ. Mình làm vậy bé nó sẽ sợ, nó giật mình. Ví dụ như con đang chơi đi, người ta nặng con, mẹ dễ thương, người ta làm. Đúng rồi.
Chắc bé nó cũng rất là hiểu biết chuyện ha, đúng rồi, nó cũng có cảm xúc như con người vậy đó. Con cưng nó là nó sẽ thích mình. À. Nó là nó gắt mình đó. Rất là dễ thương luôn. À, cái phần mai này á, nhiều người cứ nghĩ đây là một cái vỏ bên ngoài, nó không có dính dáng gì tới cơ thể ha, giống như mọi người nghĩ đây là một cái hộp, nhưng mà không phải. Cái lớp mai này á là nó có những cái dây thần kinh nối với cơ thể ha. Có nghĩa là khi mình gãi vậy là bé nó biết ngứa ha, đã ngứa. Chứ đây không phải là một cái vỏ, nó không có giống con nó không có giống như con gì ta, con ốc mượn hồn, con cua ẩn sĩ, đó là chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi. Còn cái này, cái mai á và cái phần thịt của nó bên trong á là nó có liên kết bằng những dây thần kinh. Nói chung là cho nên là khi mà bé nó bị rớt á, chúng ta cầm không cẩn thận á, nó sẽ bị đau ha. À, dưới cái lớp mai này là một cái khung xương, cái bộ khung xương tròn. À, thì khi chúng ta gãi như vậy là bé nó đã ngứa. À, chứ không phải là nó không có gì đâu. Cái con ốc bò hòn là cái vỏ là nó mượn, nó không liên quan gì đến cơ thể nó. Đúng rồi, vỏ đó là vỏ mượn thôi, nó giống như căn nhà vậy thôi. À, cho nên là mọi người có ẩm chơi bé là phải cẩn thận, đừng làm rớt, rớt nó sẽ đau á, bể xương luôn á, nứt xương á. Đúng rồi, cái mai này á. Đúng rồi, dưới cái lớp mai này á là xương. À, bên ngoài cái chất sừng này nó nằm bên ngoài cái chất xương. À. Cái này nó cũng có cảm giác đúng không? Đúng rồi, cảm giác mình gãi nó có cảm giác. À. Rất là dễ thương luôn. Dễ thương không con? Đây. Cứ cầm qua cho con nhìn mặt bé nha. Nặng lắm á, ẵm thử không? Ẵm thử không, chú đỡ dưới cho. Con ẵm thử đi. Con mẹ đi. Nhìn mẹ kìa. Ơi ơi, anh này anh dễ thương á, mà anh mắc cỡ nè. Con thích không? Anh vừa thích mà vừa mắc cỡ ha. Quá dễ thương luôn, bọt. Bỏ xuống cho bé đi thử với bạn coi nha. Ủa? Ok, chọn đường nha. Lúc mà nó nhỏ nhỏ á bạn, cái chân nó đi nó hơi lết nha, nhưng mà càng lớn á nó sẽ đứng thẳng cái chân lên, nó đi cao và cái cổ nó dài. Thì con dòng Adapra này nó tùy ở trên cái quần đảo Adapra có tùy khu vực, tùy vào cái điều kiện tự nhiên. Cái đó dù như cái cây ở trên cái đảo đó mà nó cao á, thì con rùa đó nó phải phát triển cái cổ nó dài hơn để nó ăn những cái lá cây trên cây cái lá trên những cây cao ha. Đó, còn chỗ nào mà nó có nguồn thức ăn thấp á thì nó sẽ cái cổ nó ngắn hơn, cái mai nó bẹp hơn. Nặng không, nặng không? Ôi nặng quá, giỏi quá. Quá dễ thương luôn các bạn. Bé này được rất là dạng ha, rất là dạng. Con này nó to lắm nha các bạn. Này mát size nó được tới tổng từ đây tới đây nó cả 1 mét á. Rất là to. Nó là rùa cạn lớn thứ hai thế giới ha. Dễ thương chưa nè. Mình mê rùa lắm nha các bạn, rất là mê rùa. Cái bé này cái môi trường sống của nó ở trong rừng đồ này nọ, nói chung nó độ ẩm nó tốt, nó phù hợp với khí hậu Việt Nam, cho nên là nó cần độ ẩm tốt lắm. Cứ ẩm nhiều là nó mê và nó lớn, nước mai rất là tốt, thì nó phù hợp với khí hậu Việt Nam hơn là mấy bé sun. Bé sun cái xuất xứ nó là sa mạc, cho nên là khí hậu Việt Nam nó nóng quá, nó nóng ẩm quá, bé nó dễ bị vấn đề về hô hấp. Nhưng mà riêng bé này ẩm nhiều là tốt, phù hợp với môi trường khí hậu của Việt Nam nên nuôi chăm sóc nó cũng dễ hơn. Ok, bây giờ mình sẽ cho bé vô chuồng để bé nó nghỉ ngơi ha. Ok. Em xin phép quan đi để em chia sẻ cái video là nhóm của mình Ly. Ok, em Nam Ngô. Nam Ngô phải không? Dạ thôi được rồi, để em đi kiếm. Ok, lát nha. Lát cái gì anh em qua ngồi nó nói chuyện. Ok, lát anh qua uống cà phê tiếp. Ok mọi người. Mỗi lần mà tới Best Shop Coffee Garden á là sẽ có rất là nhiều thú vị để chia sẻ. Có nghĩa là mình thì cũng không có kế hoạch gặp những cái bé rùa với lại bé blue Tây Gu đâu. Nhưng mà vô tình hôm nay là đi ốp mua lì và gặp được các bé thì có thêm nhiều cái thông tin để chia sẻ với các bạn. Thì ok, mình xin dừng cái clip ở đây ha.
cái clip này lát mình sẽ xử lý sớm để tối nay up lên liền cho mọi người coi cho nóng ha. Rồi bye bye mọi người, và hẹn mọi người lại những cái video clip lần sau ha. Mình sẽ coi như là đi khắp nơi để review hoặc là chia sẻ với các bạn những cái video thú vị. Bye bye. Dớn. Này anh nuôi gì anh?